Dạ thầy xin gửi lời chào đến đại chúng ạ. Okay, please, and offer us short refuge in for immeasurable. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Cho đến khi đạt được toàn giác, con nguyện xin quy y Phật Pháp và Tăng Bảo Tối Thắng, nương vào thiện đức bố thí và các thiện hạnh khác, nguyện con đạt được Phật quả vì lợi lạc của toàn thể chúng hữu tình. Cho đến khi đạt được toàn giác, con nguyện xin quy y Phật Pháp và Tăng Bảo Tối Thắng, nương vào thiện đức bố thí và các thiện hạnh khác, nguyện con đạt được Phật quả vì lợi lạc của toàn thể chúng hữu tình. Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc, nguyện họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau, nguyện cho họ không bao giờ xa lì hạnh phúc, thoát khỏi ưu phiền, nguyện cho họ an trú trong bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ. Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc, nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau, nguyện cho họ không bao giờ xa lì hạnh phúc, thoát khỏi ưu phiền, nguyện cho họ an trú trong bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ. Okay, again, thanks for giving me opportunity to reciting the Perfection of Wisdom Sutra. Thầy bảo hôm nay thầy rất là hoan hỷ khi được tiếp tục trùng tuyên cho chúng ta 8.000 câu kệ Bát Nhã. So now Pranjana Paramita is like open our own nature of the mind to fully understanding in the life of the meaningful. Thầy có giáo hóa rằng việc câu kệ tấp nhã bát nhã này sẽ giúp chúng ta khai mở cái trí tuệ bản bản tâm nguyên sơ của chúng ta. So Pranjana Paramita is from Indian Mahasiddhas, yogis and yoginis, Tibetan masters all over the world who follow the Buddha's teachings. The perfection of wisdom is very important for the all yanas. Thầy có giảng tiếp rằng ở Ấn Độ thì các bậc yogi thì rất là quan trọng cái việc trí tuệ bát nhã này ạ. So now I can just read continue. You just relax, meditate to receive teaching and just comfortable meditate. Bây giờ để nghe thầy trùng tuyên tiếp 8.000 câu thì thầy mời các quý đạo hữu vui lòng ngồi thiền định, ngồi thoải mái để lắng nghe thầy trùng tuyên ạ. Çava menyam badı nyamba mevrene zorum tu zita şirici pardu zimba di çava samji mi çava nyavrene şenarım tu zita şirici pardu zimba sanje nida rangi nida zita jemba nyene samji mi çava rum tu zita şirici pardu zimba di çava samji mi çava nyavrene dene şen dene samji sambar menü de di zita şirici dene sam 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 ba sam le
Sorry, I have candies, special candies. No problem. Yeah. Hello. 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 Chắc là thầy hơi viêm họng thầy. So how are you today? So far good. Yeah, khá là tốt ạ.
Just finish it, chapter 13. Tại như vậy thì thầy đã trùng tên xong câu kệ ở đoạn ở chương thứ 14 rồi ạ.
Ransanya ne var ne dün yürüyor, şehir ekbora çabuğum diye şey çünkü son zaman çok kadarlar mı yandı bu şey çünkü umur da basan yavrun yürüyor yuva, sıvı yuvadan duba yuva adam zundu yuva da bacı yuva yuva adam bacı yuva da lan duba yuva adam doğa yuva adam kara yuva adam kapa yuva adam kuba yuva adam duba yuva adam duba yuva duba 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 şehir ekbora duba adam bara duba zıda na duda ki teva zıda sıvı zıda sıvı zıda duba zıda 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 fakir zıda muva zıda fakir sıvı zıda doğa Dedadan gurucu ba dedadan kava dedon kava deva dedadan da doğru da kava da doğru da doğru da jüri 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 tam ne tam diye kim bağını lan ne var jüri jüri de ben apu me tam diye bak hani rum baso madam var şu tenler ram jüri de bunu diye şu yürüyün bunu metur de yuvanı da çak var şey var jüri var baso diye jüri diye rum baso madam var çırı diye ne tarısan diye jüri ram jüri 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 sen başın bolla Bakın yalan yandı bozuyor. Sen çoğun burada basan gibi duba gibi de seva gibi de seva gibi de duba gibi de zünlü gibi de bacaba gibi de muva gibi de alaba sen bu gibi de tamay gibi de Kavacıva yedo tamay gibi de ye kava gibi de zamba mevdu oraya yöne jire gibi de jibo tap geba de yon sunmaz o jire 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 basın bu Lam jire roma de namre cik bura jivar bura jivar amca sen çok isten ba lam ji Parma de namre jire baran jire jire na de ye samara sangi samara varam jure de de pe na phumi de ge ba hayar de phumba le bar so ta wa da ba jum jingum dingam som chom ba am de ma yi be chu shi shi le chu chu de che chu de ki na ram jure phumba de ne de war kim de chim bar ge war ba zo de jure ram jure de de phumba so le bar da be jure ram jure de jure so zo ba jo khon la ma ya da ba zo be chen jo on bar zo ba zang ge bar te wa yo ba so ba yo ba so ba yo dum ba yo ba zu du yo ba zo ba do ba la ba so ba yo ba dong wa yo go yo ba ga ba yo ba do ga ba yo Kanı derece cedi gangsin kejinin benim duşumda jurnal ruhu jüdini deda dede bunu şubesin jüdini şu yaparız mangeba diye ya şimdi onun jurnal jüdini şimdi onu bari bari cevabı deder ne tebo tamir keba cebe cerap cendi noru cumbu da cevabı adam cebara jüdini bu cen jüne cumbula yun sonya bu jüne 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 Sebay bu sebay bu zündü yu batan parça bu yu batan mu bu yu batan bu sebay yu batan don va yu batan bu yu batan kabay yu batan bu va yu batan rab don va yu don mu don va yu can dişler gibi parça cemar yon sumasın itap gibi de tebrik yuna ramcı zündü kızım adı ne tam cey kembe şer ab gen cümle madu ban yedi parma dur çey su işin yüz sabır cüro rangı son cemar yon yan para cüy şey işin şey cem bu di pung bu cemar yon sen para cüro cüda de Tamce kimbe doncumun cümleyle yonzu nyambara cibara 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 çimbo parman tüçü sabran kanyi ramcı yo sabran yasam ramcın didade ve na tebo gibaran şin cege cadru cübe tu cingba lebara cingba da mikta cebo da lebo din cü cüba lebara cebara cü soçu nadu ze kyan de kongra cina lebara şam şin tübelun tıcar de de kanan tu dobar çok ve çok tarik son Ramjur tu dene chu jik par me ju tu dene khang tu ba cha be cho der chim par ju shi de bo de ni bo ju bo de di din rim bo jan da bar ju ra shi bo ju bo ju 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 bo ju ma lo ni ya bo ju shi mo bo sa ja bo de ba ju sa ba ju do ju ju pa ju ba no ba zam ba do ju ba da ku ba ju ju no mo do mo ju zam ba mi do ya ju de ji ra bo ju mo ju so ji da ge ba da ma ru ju 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 ba sa ba da na par ma do chu zo bo mi ju ji zo bo mi ju 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 ba sa ba do na ya bo chan ju la ne wa ri bo ra cha wa bo Düzüce cenarım zırtını dedir yedi seni göz bozu başım bu kadar onun yanında bozu beşen cungun burdu basan ya var teva yuvarı sabah yuvarı duman yuvarı zündü yuvarı duman yuvarı ben lak ve zaman yuvarı duman kavayı duman duman değil sen dedin işleri cepatı cümba de yun son işte bu kapatır batır Eta da gani yedin cimen yedin cürbe çığımın cünlam yanında bozu beşen cungun burdu basan ya var yanında buru çığı var yanında bozu beşen cungun burdu basan ben na cibun kaşı Tiene lo janiju lom ba gembo ke gobra jure di lu lu ne juba ti ba pe gan juba ne jurwa ndo wal juba ne ga shi ge da na ram jo de ni sum ju de yang ma de ba ti le da ro ne sum ju sum de ma ju de ni ga sa ram jo khe ri ki bu de ti le da no ro juri jang ti ge wa da ne di jum be jang ra jing se dam jang ra ni se du jo be cha ma do ro de khe di ji bu de ti le da no jang ro ba ra cha ba na to me do ro de ni ru ma cha ba na yang da ba ju jung bu de sa ge ba ra te wa ju ba du ma Seva yuvada diye adam dumba yuvada dumba yuvada bahçe bu yuvada muva yuva adam Allah besin bu adam var yuva 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 yuva
Now we just finished the chapter 14. Dạ, thầy vừa xong trùng tuyên tiếp theo là chương 14 ạ. Phần đầu thầy trùng tuyên là chương 13 ạ. Now just to explain, they say the Paranjana Paramita is like stick. The old people use the stick. Thầy có dạy là trí tuệ bát nhã thì làm như một cây gậy ạ. And also the Paranjana Paramita is like the old people need to guide you to stand up. Then people can walk through the guiding. Likewise, the Paranjana Paramita is the guiding to the samsara. The only that you understand in the Paranjana Paramita, you will liberate yourself. Otherwise, our knowledge is maybe too young, or like the old people cannot independently cross to the samsara. Dạ, thầy có dạy là mỗi chúng ta thì đều cần trí tuệ bát nhã như là cầm một cây gậy để hướng dẫn chúng ta đứng lên và để vượt và đứng lên như vậy và giúp chúng ta vượt qua biển sinh tử ạ. Và như vậy thì với trí tuệ bát nhã thì chúng ta có thể giải thoát chính bản thân mình ạ. Then also the we call six paramitas, they without the perfection or the wisdom that we cannot complete in the fully perfection or wisdom. Thì chúng ta đã biết là chúng ta phải thực hành 6 ba la mật, nhưng mà nếu mà không có trí tuệ thì 6 ba la mật đó cũng không thể làm một trọn vẹn một cách toàn hảo được ạ. And the pranja or shirap, no pranja, they don't know how to liberate to be free from sufferings. Nếu mà không có trí tuệ bát nhã thì chúng ta cũng không biết cách để đạt đến giác ngộ ạ. Okay. Let's see what time now is. So hold on. Okay. Dạ,
Shiva vondre chan vondre yong zhenyang lada bhajao ten den ne chi dawa shino den ne chi ji maro gwaro zhe ten zhung 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 Bu gibi
Sanje mo du chu jong nyam la shu bon je mo chu sa mo ding ye mo bro do san je du nyam be zon ba chu wa la tu shu bran je de shu tan ba la shu bar ma du ri pang du zo yang bro do san je zo yang bro do wa san je bar min ju wa zo yang bro do san je de sa ba ni do na ga sa be ju do sa ba ni ga sa be ju do sa ba ni do chu tam ju me ju chu de sa ju do nyam ro me ju chu ngre mo bro do sa ju chu de do ni ge ji ga do ju do han ju ngi ji do ju de bro me ju do ju do de ikizler cümlelerine cemaat odada da başı bulan medu çoğun cümlende cüydenle günün cikden tamcı tamın tüm barda bu cümlende tamcı emmin son göre de cüydü zaten bana senin cikden de da günün zibara cidip hoşere barı cidip ge don bali hayırlı bu de cunga vavo hoşere barı cidip ge don bombu cunga. So now we just finished chapter 15 and today we can stop here to dedication. Dạ, thầy vừa trùng tuyên xong chương thứ 15 và thầy bảo hôm nay thì mình sẽ dừng ở đây và bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hướng ạ. Om Bendrasadu Samaya Manubalaya Bendrasadu Dhirava Dida Dita Mepama Sudoka Yomembo Soboka Yomembova Anurata Mepova Soba Siddhi Emprayim Suvagama Sudami Siddhum Sriyam Guru Hum Ha 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 Ho Bangaba Sarvata Tangata Bendramumi Munza Bodhribova Maha Samaya Sadu on bendir sadu samaya manu balaya bendir sadu tenu badi dan dedemin baba suda gayemin baba sorva gayemin anara demin baba sova sedeme briyanza sorva gama suda mizedim şireye kuru hum ha 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 bangavan sorva tatan gata bendir gama bendir muazzamaya sadu on bendir sadu samaya manu balaya bendir sadu tenu badi dan dedemin baba suda gayemin baba Çanjurum baje dava jujurje şeja gönze gönjen çuje jadan denala vandu dugum barınjen peje den baset şedu duzun gönben zengüruje. Nương nơi công đức này, nguyện con thành tựu toàn tri, toàn giác, do đã chiến thắng được kẻ thù, sai lầm điên đảo tự thân. Nguyện con giải thoát tất cả mọi chúng sinh đang trầm luân trên sóng sinh lão bệnh tử. Con nguyện cầu Thầy được khang kiện, con nguyện cầu Thầy được thọ trường. Con nguyện cầu pháp sự của Thầy trải rộng lan xa, xin hãy gia trì để con không bao giờ phải xa cách Thầy. Y như Đức Văn Thù Sư Lợi đã thâm chứng vạn pháp như thật, và như Đức Phổ Hiền cũng đã thâm chứng y như thế, con nguyện noi theo các ngài trên con đường đạo và hồi hướng trọn vẹn tất cả mọi hạnh lành. Nương vào sự gia trì của chư Phật đã thành tựu tam thân, nương vào sự gia trì của chân lý tối hậu về thể tánh bất biến của chân hiện thực, và nương vào sự gia trì của tăng bảo bất khả phân ly, nguyện cho những lời khẩn thỉnh của con đều được viên thành y như hồi hướng.
Nương nơi công đức đã tích lũy trong ba thời của con và của tất cả chúng sinh trong luân hồi lẫn niết bàn và nương nơi thiện căn vốn có, nguyện cho con và tất cả chúng sinh mau chóng đạt được giác ngộ viên mãn, toàn hảo, chân quý và vô song. Nguyện cho giáo pháp của Đức Tri Khung Pao Ratnasri, bậc thầy của duyên sinh, Đức Pháp Vương toàn tri toàn giác sẽ luôn tăng trưởng qua công phu học hỏi, hành trì, lắng nghe, quán chiếu và thiền định. Islamala. Thank you, everyone. Sorry, a little bit let me make you noisy, and a little bit my coughing. Dạ thầy, thầy bảo thầy cảm ơn tất cả đại chúng và thầy cũng mong đại chúng thông cảm là hôm nay thầy có một chút tiếng ồn, tức là tại vì thầy hơi viêm họng một chút ạ. So that's all for today, Lamala. That's all. Now we have only 5 minutes earlier, 9:25. Any question? Yes. I can take 5 minutes question answer. Dạ, thầy bảo bây giờ còn có 5 phút thì đại chúng có muốn đặt câu hỏi gì không ạ? Và nếu không thì đại chúng có thể bật mic hoặc video lên để chúng ta gửi lời chào và lời cảm ơn thầy ạ. Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Thank you, Demat. Dạ, đại chúng đang gửi lời cảm ơn tri ân tới thầy. Thank you, Lamala. Thank you, Lamala. 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 Thank you, Lamala. Lamala. Thank you, Lamala. Thank you, Lamala. Thank you, so much, Lamala. Long life, Lamala. Cầm điện thoại đi không? Can you move the text? I can see everyone. Thank you. Hẹn gặp lại đại chúng. Dạ. Can you move the screen text? Okay. How beautiful. Yeah. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Lamala. Thank you, Lamala. Thank you. How are you? Thank you. Many of you in the morning. Yeah, so today we have nearly 19 people join the Zoom today. That's great. Yeah. Many people just get up to work. Many people go to sleep. Dạ, thầy bảo thầy rất là hoan hỷ hôm nay là đại chúng vào vừa nghe chúng tuyên rất là đông ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy chư thầy. Dạ, là dân coi. Dạ, bye bye thầy. Bye. Bye bye. Everyone, thank you so much. Thầy gửi lời chào buổi tối và buổi sáng đạo hữu ạ. Good night, Lamala. Cảm ơn thầy. Chào thầy ạ. Thank you so much and see you next week. Bye bye. Thầy ạ. Cảm ơn ban tổ chức. Dạ vâng. Thế thì thầy cũng thoát khỏi Zoom rồi. Con cảm ơn đại chúng ạ. Dạ xin cảm hẹn đại chúng tuần sau ạ. Dạ. Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn ban tổ chức rất nhiều.